Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và Thu Loan xin trân trọng được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ bị mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là trẻ tập mồi bô và thứ ba là trẻ chuẩn bị đến trường. Thưa quý vị các bạn, nuôi con thì mới biết lòng vất vả của cha mẹ như thế nào và có rất là nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy nhói lòng khi thấy những con của mình rất là sợ hãi và đau rát khi đi tiêu, con sợ đi tiêu hoặc nín nhịn đi tiêu, và rất nhiều ông bố bà mẹ đã tìm rất là nhiều cách để làm thế nào để chấm dứt được tình trạng này nhưng vẫn không hiệu quả, bởi vì là không hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và tìm ra cái phương pháp đúng cách để có thể chấm dứt tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Và chính vì điều đó, trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia vô cùng đặc biệt, đó là thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương Nghi, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức, sẽ giúp các bố mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC Thu Loan. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe của IDC Life. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được email của mẹ Thanh Huyền ở Vĩnh Phúc và nội dung email như sau: hiện nay con em là bé trai 2 tuổi, cháu hay bị táo bón kéo dài và gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cháu, khiến cháu rất sợ đi tiêu, nhí nhịn hoặc hay lo lắng và sợ hãi. Vậy thì chương trình có thể tư vấn giúp em làm thế nào để xây dựng một chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học để giúp ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ táo bón cho trẻ ạ? Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin chuyên gia cho biết ý kiến về câu hỏi này. Để làm sao mà đưa ra được các phương pháp ăn uống, tập luyện để phòng tránh táo bón thì mình phải hiểu được rằng là táo bón nó là cái gì, thì mình mới có cách để mình phòng tránh nó được. Đấy. Thì hiểu đơn giản, táo bón là cái việc mà đi vệ sinh là từ 3 đến 4 ngày mới đi một lần. Trong đó là có phân là hiện tượng cứng và rất là khó đi vệ sinh, thì đó là quy kết vấn đề, đó là vấn đề táo bón của trẻ. Đấy. Trẻ em hay người lớn đều như vậy. Còn các thể táo bón thì có các dạng thể như là táo bón do các tác động ngoại cảnh, hay gặp phải do chế độ ăn uống bình thường, như là táo bón phân dê, táo bón phân to, hay là chỉ cứng đầu phân. Còn trường hợp ít xảy ra hơn, nó là táo bón do bệnh lý bẩm sinh, đó là đại dài đại tràng, phình đại trực tràng, đó là bẩm sinh rồi. Đấy, tùy vào thể thì nó sẽ có phương pháp phù hợp. Theo chuyên gia thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng táo bón trong từng giai đoạn? Để mà chia được các thể táo bón thì là tùy, có thể là chia theo độ tuổi hoặc là chia theo cái vấn đề bệnh lý. Thì chia theo độ tuổi chắc có khả năng đối với các mẹ sẽ dễ dàng hơn, các mẹ dễ theo sát cái vấn đề của con hơn. Thì theo độ tuổi thì giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi là giai đoạn bé đang uống sữa mẹ hoàn toàn. Đấy, thì táo bón ở giai đoạn này là do thứ nhất là mẹ ăn quá ít, thứ hai là do cái nhu động ruột của bé bị yếu do bé chưa thích nghi được với cái môi trường, thứ ba là do cái vấn đề là bắt đầu ăn dặm. Bắt đầu ăn dặm thì do bé ăn sai cách, không đúng cách, như là ăn quá nhiều, ăn quá đặc, hoặc là ăn trong cái bát cháo bát bổ con không đầy đủ vi chất dinh dưỡng, không được đầy đủ có chất dinh dưỡng. Và thứ nữa liên quan đến uống sữa mẹ, đó là cái chế độ ăn của mẹ không phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì là các cụ xưa rất hay kiêng, và các bà mẹ bây giờ rất hay kiêng, là sợ rằng sau khi sinh được kiêng món này kiêng món kia và ăn rất là không đa dạng, cũng dẫn đến một phần táo bón của bé. Còn giai đoạn lớn hơn, bắt đầu cái giai đoạn mà từ 6 tháng trở lên đến 1 tuổi thì táo bón đa phần là do từ nhỏ đã có hiện tượng táo bón đi ít rồi. Nhiều cái trường hợp mà mình nói trước ấy, là dặn dưới 6 tháng đấy mà bé đi táo bón là vài ngày bé mới đi một lần, phân vẫn bình thường, nó không cứng lên mà tầm độ 7-8 ngày mới đi một lần mà cái phân vẫn xẹp xẹp, như là đã quyết kết rằng táo
lắm rồi. Và những trường hợp đấy mẹ nghĩ là con đi phân bình thường, không cứng quá, mẹ nghĩ là con bình thường thôi. Thì để đến giai đoạn sau bé đã bị táo bón mạnh mẽ hơn khi bắt đầu quá trình ăn dặm nhiều hơn. Đấy, thì là giai đoạn về sau. Còn cái giai đoạn chú ý tiếp theo là giai đoạn khi mình tập chuyển từ bỉm sang bô, nghĩa là tự ngồi tự đi vệ sinh. Đấy, giai đoạn đấy thì bé dễ bị táo bón do tâm lý là một. Thứ hai là do có thể là khi mà bé đeo bỉm mà bé vệ sinh ra bỉm, bé đã có hiện tượng táo bón rồi mà gia đình mình không biết. Chuyển sang bô bắt đầu bé đau, bé đau và bé sợ, bé sợ vừa là sợ cho tâm lý vừa là sợ táo bón của con. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khi con đứng trường. Khi mà cái giai đoạn trước có những bạn là không tập ngồi bô cho con mà để là đến lúc nào thời gian nào cũng được, vấn đề nào được, thì giai đoạn bắt đầu đi học khoảng 3 tuổi các bạn thường khi đi học thì các bạn sẽ sợ tâm sợ đi vệ sinh do tâm lý đấy, và đã bị tập một phần nhỏ nhỏ trước là có bạn sẽ đầu phân cho cái phần cứng cho phần cứng nước ấy. Đấy thì đi học các bạn cũng thường ít chú ý đến nước, lại vận động nhiều mồ hôi toát ra nhiều nước nó thoát ra ngoài đã cũng dẫn đến hơi học trong giai đoạn này. Giai đoạn lớn hơn nữa, giai đoạn về sau thì là đa phần khi mình khám các trường hợp đa phần là do táo bón từ trước rồi, nhưng mà táo bón nhẹ thôi và mình không chú ý cho con. Đến cái giai đoạn sau là con tự đi vệ sinh được, và táo bón giai đoạn này thường là rất là nặng. Tại vì các bạn thường khi là táo bón lúc này là con đã nặng quá rồi đấy, nặng quá rồi con mới kêu là mẹ ơi con không đi vệ sinh được đấy, thì khi đấy là bé táo bón quá nặng ở giai đoạn lớn. Chia theo độ tuổi sẽ là như vậy. Còn chia theo cái vấn đề về thể trạng cái thể táo bón ấy thì là nguyên nhân dẫn đến táo bón là phân dê, thì nó là do con ăn bị thiếu chất xơ, chất xơ ăn quá ít trong bổ sung trong cái khẩu phần ăn của con đấy. Hoặc là cái việc hấp thụ của con nó kém, mặc dù có ăn nhiều có những bạn rất nhiều chất xơ nhưng mà sao lại bị táo bón là do cái thể trạng hấp thụ nữa. Thưa chuyên gia, nếu tình trạng táo bón mà kéo dài lâu ngày mà không được điều trị một cách chấm dứt thì sẽ để lại hậu quả như thế nào? Hậu quả của táo bón thì nhìn nhận gần nhất đó là do đó là bé rất là khó đi vệ sinh, rất là khó chịu, thậm chí có bé đau, bé rát, bé chảy máu. Nhưng trẻ bé hơn thì chỉ có biết khóc thôi và rất là sợ đi vệ sinh. Đấy là được cái hậu quả đầu tiên, trước mắt đến đầu trước mắt nhìn thấy luôn. Còn cái hậu quả về sau là cái chứng táo bón nó sẽ không dần, nó vẫn dần nó nặng dần đến táo bón mà đến điều trị rất nhiều thời gian để điều trị được ra. Đấy, thì khi đấy là táo bón rất đấy là giãn đại trực tràng. Thực giãn đại trực tràng này nó dễ, còn đó chính là một nguyên nhân dẫn đến là bị trĩ về sau. Đấy. Ngoài ra khi tích tụ phân ở trong người quá lâu cũng dẫn đến về sau dễ bị là viêm nhiễm đại trực tràng, rồi dẫn đến là ung thư đại trực tràng rất nhiều do cái vấn đề nguyên nhân từ táo bón mà ra. Đối với các vấn đề táo bón của trẻ em nó rất là nghiêm trọng như vậy, rất nghĩ là đơn giản nhưng cực kỳ để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng với bé. Thì cái phương pháp để mà phòng ngừa cái việc táo bón của bé, thứ nhất là mình nên phân theo độ tuổi sẽ dễ dàng hơn. Thì giai đoạn từ 0 đến 6 tháng bé bú sữa mẹ hoàn toàn, khi đấy cho bé bú theo nhu cầu. Đấy. Và đến tầm trên 3 tháng rồi thì mình nên chia cữ cho con. Phải đảm bảo là sao bạn bú sữa mẹ được tối thiểu 700ml sữa trên một ngày. Đấy là mức tối thiểu. Đấy. Tùy từng bạn có thể là hơn, nhưng mà tối thiểu cái mức đó. Thứ nhất là nhận. Thứ hai là cái chế độ ăn của mẹ. Cái chế độ ăn của mẹ làm sao phải đa dạng đầy đủ lên. Thứ nhất là không phải kiêng. Quan trọng là ăn chín uống sôi, không ăn đồ sớm. Còn lớn hơn khi bắt đầu ăn rồi thì khi ăn bắt đầu ăn dặm thì phải theo một cái nguyên tắc nhất định. Thứ nhất là ăn từ lặp đến đặc, từ ít đến nhiều, từ một bữa cho đến tăng lên nhiều bữa lên cho con, và từ ít loại thực phẩm lên đa dạng thực phẩm. Có nghĩa là sao trong vòng tối thiểu là 10 ngày, 10-15 ngày là bé đã phải làm quen được cái phương pháp ăn dặm, và để đến 6 tháng mà là ăn muộn thì 6 tháng bắt đầu tập ăn thì 6 tháng rưỡi là đã phải
trong cái bát cháo của con, bạn ăn theo phương pháp nào cũng được. Bây giờ rất nhiều fan dặn rằng, nhưng trong cái bữa ăn đấy của con phải đầy đủ được 4 nhóm chất dinh dưỡng. Dạ, xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ rất nhiều thông tin vô cùng hữu ích và rất là dễ dàng có thể áp dụng cho bố mẹ, và rất là nhiều cái lưu ý cho bố mẹ trong việc là để giúp con ngăn ngừa cái chứng táo bón tại gia đình, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thông qua những lời tư vấn rất là sâu sắc của chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thì chắc hẳn bố mẹ đều biết rằng là khi con của mình gặp tình trạng táo bón kéo dài thì tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các loại thuốc không phù hợp, và chúng ta cũng nên đi tư vấn của những chuyên gia tư vấn thì họ sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả và an toàn nhất cho con của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị vui lòng gọi theo số hotline 0826212102 và có thể gửi email cho chương trình theo email tư vấn bác sĩ115a@gmail.com. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh IDC Life và nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những thông tin vô cùng hữu ích về sức khỏe của chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.